Ok, hello anh em, và chúng em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong lúc đang chán đời lên trên YouTube xem video thì mình đã tìm được một cái video rất là hay. Và nó có tên là 10 điều thách bạn làm được. Tại sao chúng ta lại không làm được đúng không? Thì để xem 10 điều đó là gì thì bây giờ mình sẽ cùng anh em xem video này. 10 điều thách bạn làm được anh em ạ. Chúng ta sẽ xem lại từ đầu. Rồi đây, bắt đầu từ đây nha. Xin chào tất cả các bạn. Có những thứ mà một số người có thể làm dễ dàng, nhưng hầu hết những người còn lại không thể làm được, dù cho họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Sau đây là 9 điều mà bạn gần như không thể làm được, nhưng chúng tôi sẽ hướng dẫn một vài thủ thuật và giúp bạn sẽ có thể làm được nhanh chóng. Ok, được rồi, xem cái đoạn giới thiệu video này thì anh em cũng đã hiểu được là tức là ở trong cái video này nó sẽ có đưa ra cho chúng ta là 10 thử thách. Mà nói chung là những cái thử thách đó trên thế giới thì có rất ít người làm được. Chắc chỉ khoảng 3% số người trên thế giới có thể làm được những cái điều đấy thôi. Ok, đây sẽ lại tiếp tục là một video thử thách nữa như lần này. Những cái thử thách mà chúng ta sẽ thực hiện nó rất là bựa, nó không phải là thử thách sợ hãi hay là nhóm cười nữa. Mà đây là thử thách giới hạn bản thân anh em ạ. Để xem là mình có thể làm được bao nhiêu điều mà những người khác không thể làm được. Ok, bây giờ thì mình sẽ xem cái đầu tiên đó là cái gì. Và chúng ta sẽ thử xem là mình có thể làm được cái đó không. Bắt đầu này. Nâng cao chân mày. Và đầu tiên là nâng cao chân mày đúng không? Cái này thì mình làm được. Cái này mình làm được đúng không ạ? Đấy. Đó. Mình có thể nâng cao được một bên thôi. Mà mình không hiểu tại sao mình lại không thể nâng được bên trái. Mình chỉ có thể nâng bên phải. Đấy, anh em nhìn không? Đây. Đấy, mình chỉ có thể nâng một bên thôi. Còn bên này thì, còn bên trái thì mình không thể nâng được. What the fuck? Tại sao vậy? Ok, mình bây giờ sẽ xem tiếp này. Khả năng nâng lông mày là một đặc điểm tiến hóa xuất hiện từ loài khỉ xa xưa. Chúng làm thế để đe dọa kẻ khác khi cần thiết. Hầu hết chúng ta đều không thể làm được điều này, nhưng rất dễ để học được nó. Bây giờ, bạn hãy giữ một bên lông mày bằng một tay và nâng bên lông mày kia bằng tay còn lại. À, tức là cái mẹo ở đây chúng ta có thể tập được đó anh em ạ. Cái này có thể tập được, tức là mình sẽ giữ một bên. Mình sẽ giữ một bên như thế này và nhích nhích lên. Do là mình đã làm được bên phải rồi, nhưng mà mình chưa làm bên trái nên bây giờ mình sẽ giữ bên phải. Mình sẽ giữ bên phải và sẽ làm bên trái để xem được không nhá. Oh yeah, mình vừa làm được xong em ạ. Nói chung là cũng khá là có hiệu quả đấy. Nhưng mà thôi, dù sao thì mình cái này mình đã làm được rồi, nên là chắc là chúng ta sẽ qua cái thứ hai luôn. Hãy tập luyện trước gương cho đến khi bạn cảm thấy tự nhiên là được. Sau khi đã quen với việc này rồi, bạn có thể làm được ngay thôi. Liếm khỉu tay. Rồi, và cái thứ hai, cái này là cái thề là mắt bựa. Mình đã thử cái này rồi và không bao giờ thành công cả. Nhưng mà lần này mình sẽ thử lại một lần nữa và có thể đây sẽ là lần cuối cùng. Nếu như mà mình làm được thì biết đâu đấy chúng ta đã tiến hóa. Và để mình xem tiếp nào. Hầu hết mọi người đều muốn thử điều này, nhưng thực tế 99% họ đều không thể làm được. Đó, cái này đã phải đến 99% số người đã từng thử mà không thể làm được. Thật là cái việc mà liếm khỉu tay này mình cảm thấy nó rất là ngu ngốc. Nhưng mà dù sao thì mình sẽ thử. Ok, đây là thử thách mà, nên mình sẽ thử tất cả luôn. Okay. Bắt đầu này. Mình có thể liếm được nhưng mà mình không thể liếm trúng vào cái khỉu tay này, mà mình chỉ có thể liếm ở bên cạnh đó thôi. Mình sẽ thử liếm vào chỗ này đấy các bạn. Mình bị trượt rút đi các bạn. Khốn nạn vồn. Từ đây là mình đã thử với tay trái rồi đúng không? Và mình đã bị trượt rút. Nhưng mà mình không làm được các bạn. Mình chỉ có thể liếm vào đây thôi. Mà đúng ra chúng ta phải liếm vào tận đây cơ thì mình tính là thành công. Nó khó đến mức độ mà đến 99 người không thể làm được. Ok, coi như mình thất bại đi. Chúng ta không thể liếm được khỉu tay. Từ mình có cố đến như thế nào mình vẫn không thể liếm được. Hãy thử nó ở nơi kín đáo, vì có thể vô tình ai đó nhìn được bạn trong trạng thái khá ngốc nghếch. Thực ra ấy, là mình chỉ có một mình trong phòng thôi. Nhưng mà khi mà mình làm cái video này và đăng nó lên thì có rất nhiều người sẽ biết mình đã làm cái trò ngốc nghếch này. Nên là mình cũng không quan tâm lắm là việc là xung quanh mình có ai hay không. Đây không phải là một điều bạn có thể học được dù cho có cố gắng đến đâu.
Đây không phải là một điều bạn có thể học được dù cho có cố gắng đến đâu. Dù cho có cố gắng đến đâu, đâu. Thì ra cái này không luyện tập được anh em ạ. Nó dung là chỉ là do khả năng của con người thôi. Mỗi ngày có tới 5 người phát hiện ra là họ làm được và gọi điện cho tổ chức kỷ lục thế giới yêu cầu xác lập kỷ lục. Vậy bạn, cái này có được xác lập kỷ lục cơ. Tức là nếu như mà mình mà làm được thì mình có thể là gọi cho mấy cái ông làm ở bên chứng nhận sách kỷ lục Guinness thế giới và ghi tên mình vào. Ok, và chúng ta sẽ sang cái thứ ba. Cử động tai. Không nhiều người có thể ngọ nguậy được tai của họ. Thực ra thì cái việc cử động tai này thì mình có thể làm được em ạ. Nó không phải là thường xuyên mà chỉ là ngẫu nhiên có thể làm được thôi. Giống những cơ mặt khác, cơ tai có một vùng riêng biệt điều khiển chức năng cơ trong bộ não. Vùng này của con người khá nhỏ. Nếu bạn là một trong số những người không ngọ nguậy được tai, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài lời khuyên giúp cho bạn thực hiện được điều đó. Ok, chắc là mình sẽ không thể thực hiện được thử thách ở đâu, nên là bây giờ chúng ta sẽ qua luôn cái phần là hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để xem là chúng ta sẽ làm như thế nào để cử động được cái tai này, đúng không? Quá bá đạo, thề luôn. Đầu tiên, bạn phải tìm được nhóm cơ có chức năng điều khiển tai giống như là lông mày. Ok, tức là đầu tiên chúng ta phải tìm được cái mà nhóm cơ mà giúp chúng ta kiểu nhến lông mày lên nhẹ, đúng không? Sau đó cười thật rộng và bạn sẽ thấy rằng hai tai của bạn đang nâng lên một chút. Bạn cũng có thể nghiến răng một chút để cảm nhận được những cơ này. Ok, tức là tóm lại là bây giờ chúng ta sẽ có hai việc cần phải làm. À đâu, ba việc. Đó chính là đầu tiên là tìm cơ, cái thứ hai là cười anh em ạ, và cái thứ ba đó chính là nghiến răng. Bây giờ mình sẽ thử làm cả ba luôn. Đầu tiên là tìm cơ, là cười và cả nghiến răng nữa anh em ạ. Ồ, mình có đấy, mình có thấy cái tai của mình nó hơi cử động một tí, mà có vẻ như nó không được hiệu quả cho lắm. Bây giờ mình sẽ thử lại. Đầu tiên là chúng ta phải tìm cơ, đúng không? Tập trung tìm cơ. With your legs and ankles uncrossed, your arms loose and relaxed at your sides. Now close your eyes and keep them closed until again I ask you to open them again. Take a deep breath in, filling your lungs up completely. Mình thấy là cái thử thách này chắc nó chỉ chôn mình thôi anh em ạ. Làm gì có cái việc nào mà chúng ta cười mà có thể cử động tai được. Đây là thề một cái thử thách rất là sàm lầm. Đây là ok, chúng ta sẽ qua luôn cái thứ tư. Rồi, và cái thứ tư đây cũng là một cái nó bựa không kém gì cái mà chúng ta nhấm khỉu tay. Đó chính là mình sẽ phải chạm vào mũi hoặc là chạm vào cằm bằng lưỡi anh em ạ. Đấy, đầu tiên là chúng ta phải thè lưỡi ra và mình chỉ có thể chạm được đến một nửa thôi anh em ạ. Hay là mình có thể ấn mũi xuống nhỉ? Mình có thể ấn tẹt mũi mình xuống và sau đó mình sẽ liếm lên. Cũng không được anh em ạ. Khả năng chạm mũi hoặc cằm bằng lưỡi là một đặc điểm di truyền. Trên thế giới chỉ có khoảng 10% dân số có thể làm được điều này. Nó gấp 5 lần số người có khớp siêu linh hoạt. Cái khớp siêu linh hoạt à? Hình như mình cũng có khớp siêu linh hoạt anh em ạ. Mình có thể bật ngược được cái tay của mình ra sau. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Đó, mình có thể bẻ ngược được ngón tay này mình ra sau đấy. Sẽ kiểu như thế này. Mình có thể làm được đó, là cái ngón cái của mình có thể bẻ cong. Đó, mình có thể bẻ cong được ngón cái như này. Kiểu cong veo luôn đấy. Thử thách ngón tay tê liệt. Bạn hãy thử uốn cong ngón giữa giống như là trên màn hình và đặt bàn tay lên trên bàn. Sau đó nâng ngón cái và ngón trỏ lên. Rất dễ dàng phải không nào? Bây giờ hãy thử nâng ngón áp út. Ok, được rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử thực hiện cái thử thách này. Nó thử thách chúng ta là cái việc mà mình có thể nâng được ba ngón này lên, đúng không? Đó, nhưng mà bây giờ thì công việc của chúng ta còn khó khăn hơn. Đó chính là thử thách thực sự là mình phải nâng được cái ngón áp út, tức là cái ngón đây này, cái ngón mình đang cử động này. Đó, chúng ta phải nâng được nó lên, tức là nâng được đầu ngón tay lên anh em ạ. I am the one, your son don't need.
Ôi mình làm được này, mình nâng được nó anh em ạ. Thực ra thì mình sau khi vừa nãy thì mình đã nâng nó lên được một chút, chỉ là khoảng độ 2 đến 3 mm, nó chỉ nâng được một tí như thế này thôi. Nhưng mà sau khi mình đặt như này thì mình biết là kiểu hai cái ngón này là nó có gân với cùng với nhau, tức là nếu như mình khóa một ngón thì ngón còn lại cũng sẽ bị khóa theo. Nhưng mà thực sự thì vừa nãy mình đã có nâng lên được một chút, tức là mình đã thành công rồi đúng không? Yeah, mình đã thành công được cái này rồi. Cuộn lưỡi. Có một số người cho rằng khả năng cuộn tròn lưỡi là một khả năng di truyền và được quy định bởi gen trội. Thủ thuật này thường là một dạng kiểm tra để phát hiện ra gen trội. Cái cuộn lưỡi à? Mình thấy là cái cuộn lưỡi này nó rất là dễ, tại vì mình có thể làm được, nó rất dễ dàng. Anh em nhìn nhá. Đấy, mình thề là mình cảm thấy nó dễ cực luôn. Cái việc cuộn lưỡi là mình đã làm được từ bé rồi. Đó, như kiểu là một phát mình làm được luôn đấy, chứ không phải mình không phải tập luyện hay gì cả. Đấy, nó rất là dễ thôi. Cả nhân tố di truyền và môi trường đóng vai trò bằng việc cuộn tròn lưỡi. Bạn có thể làm được nó không? Hãy comment ở bên dưới. Tự cù mình, tất cả chúng ta đều có máu buồn, nhưng điều đặc biệt là bạn không thể tự cù chính mình. Thật á? Chúng ta không thể tự cù á? Hoặc là mình có thể tự cù vào kiểu bên hai bên mạng sườn như thế này. Đó. Mình cũng cảm thấy buồn mà. Thề luôn, anh em có thể thử ngay bây giờ. Đấy. Nếu như cù vào lách này thì chúng ta đúng là không buồn thật, nhưng mà nếu như mà kiểu cù vào hai bên mạng sườn ấy, cái kiểu mà kiểu chọc vào lườn như này này, nó cũng rất là buồn mà, nó cũng kiểu rất là buồn luôn. Và để xem bây giờ là tại sao chúng ta lại không thể cù được tự chính mình nhá. À đúng không? Tại sao chúng ta không thể tự cù được chính mình? Ok, bên này là mình nói ngược đấy. Biệt là bạn không thể tự cù chính mình. Các nhà khoa học giải thích rằng tiểu não có liên quan đến điều khiển phản xạ, có thể dự đoán trước được hành động của bạn và ngăn những vùng não khác sinh ra phản ứng tự vệ. Ok, mình hiểu rồi. Tức là túm lại là khi mình tự cù chính bản thân mình ấy, thì tức là não của chúng ta đã biết là mình định làm gì rồi, nên là mình sẽ không cảm thấy các cái cơ nó sẽ không bị bất ngờ và sẽ không cảm thấy buồn nữa. Tự tử bằng cách nhịn thở. Ok. Và đây là một cái thử thách ngu xít cực kỳ luôn. Tức là chúng ta sẽ thử tự tử bằng cách là nhịn thở. Đây, mình sẽ xem tiếp video một chút đã. Tất cả chúng ta đều biết được rằng không thể tự tử bằng cách này. Khi bạn thở, lượng khí CO2 và nitơ sẽ đọng lại trong phổi. Khi chứa đủ, chúng sẽ tự động được đẩy ra ngoài. Nếu bạn dùng ý chí nén lại, không cho khí thoát ra thì cuối cùng bạn sẽ chỉ ngất xỉu thôi chứ không chết. À, ok. Ok, bây giờ mình sẽ thử này. Cùng lắm là ngất xỉu thôi đúng không? Sợ đấy. Wow, sệt. Mình đã cố nhịn để xem là, nhưng mà cuối cùng thì cái ngực của mình nó rất là khó chịu, nó muốn việc nổ tung ra, đây là ok. Cái này thì mình đã thất bại hoàn toàn. Mình không muốn bị ngất để mình còn đang quay video nữa. Được rồi, và video này mình sẽ kết thúc đây thôi. Và nếu như em thích video này thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để giúp mình đạt được 200.000 cái đăng ký. Và đừng quên comment ở bên dưới rằng để xem anh em đã làm được bao nhiêu cái thử thách ở trong video này nhá. Ok, bye bye. Hold up.